sẽ không dung. Ông trời dám làm gì thằng hai thức này? Sao giờ này con vẫn chưa đi hả? Đi lẹ lên, đi nhanh, không tụi nó đến bây giờ đó. Ba ơi, con không đi đâu. Không được, con phải đi. Đợi chị nào yên ổn rồi thì quay trở về. Nghe con, nghe lời má, con không ở lại được đâu. Ở lại là tiêu hết đó. Con chết con cũng không đi nữa. Không thể nào để cha ở đây một mình được. Không sao, ơi, đi. Không đi trời đâu mà. Đi lẹ đi nè. Má, cha. Đi, đi lẹ. Đi mẹ không thể ở đây được mà. Đi nghe lời má. Còn cha ở nhà nữa mà má. Cha để má lo. Cầm mẹ lên. Đi, đi đi con. Đi. Đi đâu? Đi đâu mà đi giờ này? Dạ con đi đâu đâu. Con nhỏ nó ra ngoài nó mua một ít đồ cho cha nó thôi mà. Quần áo son phấn gì hả? Nợ của tôi bà tính làm sao? Dạ ông cho tôi xin vài ngày nữa, tôi sẽ trả hết cho ông mà. Không có vài ngày gì hết. Hôm nay bà phải trả nợ cho tôi. Còn không tôi sẽ xiết căn nhà này. Nhà này cầm cố rồi còn đâu mà xiết nữa. Cái gì? Bà cầm cố hết rồi. Vậy thì hôm nay tôi sẽ đốt căn nhà này trở thành tro bụi. Không, không ông ơi, tôi xin ông. Tôi xin ông đừng có đốt nhà mà. Vài ngày nữa thôi, từ từ tôi sẽ trả hết cho ông mà, tôi xin ông. Mẹ ơi. Tụi bay đâu? Đập nát căn nhà này cho tao. Không, đừng. Đừng mà. Trời ơi, đừng, đừng. Đừng có lấy đồ đó. Làm ơn đi, đừng. Tôi xin ông đừng có phá nhà tôi nữa. Tôi xin ông mà. Bà không trả nợ cho tôi bằng tiền thì bà trả bằng cô gái của bà. Má ơi, má ơi, tôi ra, tôi ra, không đừng đụng đến con gái tôi ra, buông ra. Nè, ngoan ngoãn thì làm vợ một mình anh, còn không á em sẽ làm vợ hết cả đám này. Má ơi, má ơi, không đừng đụng đến con gái tôi, buông ra. Má ơi, đừng, buông con gái tôi ra.
dám tán tao. Đừng đánh con gái tôi. Dám đánh tao hả? Mày thả con gái tao ra. Tao giết tụi mày. Tao giết tụi mày. Tao giết tụi mày. Tao giết mày. Ông ơi. Cha. Cha ơi. Cẩn thận nha. Tao. Tao giết mày. Cha. Tao giết mày. Ông ơi. Cha. Cha, đừng đánh cha tôi nữa mà. Cảm ơn đi ông ơi. Đừng đánh mà. Dừng tay lại. Bà ơi. Đừng con. Bà ơi. Mày nhắm. Mày có đủ sức mày giết được tao không? Không. Giết đi. Giết đi. Còn mày giết đi. Hai. Không. Đừng làm mày. Không. Mấy người mày làm quá. Tôi sẽ liều chết ở đây. Lúc đó các người sẽ mang tội sát nhân đó. Thiếu nợ của tao mày không trả, giờ mày đem tính mạng mày ra mày hăm dọa tao hả? Mày có ngon thì mày chết đi. Tôi chết đi. Tao sẽ trả nợ cho cô. Mày trả nợ. Tiền mày đâu? Tiền đây. Cầm tiền rồi biến đi. Mày coi thử có đủ không? Dạ, chưa rồi đại ca. Mày em cái miệng mày đi. Gia đình bà cũng may mắn lắm đó. Đi tụi bay. Khoan đã. Cái gì nữa của em? Trả tiền rồi còn muốn theo anh nữa hả? Ông chưa trả giấy nợ cho má tôi. À. Tao quên. Giấy nợ đây. Người nào trả tiền người đó giữ giấy nợ. Vậy đưa đây. Tao quên. Mày không biết chữ. Mày liều hôn mày đó. Đi tụi bay. Cha. Mấy thằng quý làm hết hồn mà. Cha. Bà vừa lòng bà chưa? Hả? À. Bình tĩnh đi cha. Bà bác. Cha. Ông bác. Cha ơi. Ông. Cha. Ông. Anh hai, nghỉ tay vô uống nước. Mời anh hai uống nước. Anh hai, em bán hết mấy công đất, anh hai có giận em không vậy? Có gì đâu mà giận. Nhà của Hải đang lâm nạn mà. Nếu là anh cũng sẵn sàng giúp đỡ cổ và gia đình cổ thôi. Trời ơi, mấy bữa nay em tưởng anh hai giận em đầu thúi ruột luôn á. Vậy là anh hai không giận em ha. Anh hai, còn chuyện này nữa. Hải nói là mang ơn em nhiều lắm. Cổ sẽ lấy em làm chồng đó. Vậy hả? Dạ. Cổ chịu lấy chú á là cổ đang mang ơn chú đó. Người ta nói tri ân bất cầu báo. Là sao? Mà thôi đi, chú cứ việc thương người ta hết lòng, biết đâu đến một ngày á cổ sẽ thương lại chú. Dạ đúng rồi anh hai. Bây giờ Hải chưa thương em, em thương Hải nhiều nhiều hơn nữa, bù qua xớt lại, vậy là quê đúng không anh hai? Thôi anh hai đói bụng phải không? Để em dọn cơm cho anh hai ăn.
Hồi chiều nhờ cô Trúc hẹn Hải ra đây, rồi không biết cổ có chuyển lời chưa nữa. Chú Ba nói đúng, ta thích ai thì phải nói ra thì người ta mới biết được chứ. Hải, Hải, ba Thành à? Là anh hả? Tôi kiếm Hải hồi chiều giờ luôn. Có chuyện gì không? Tôi có chuyện này muốn nói Hải lâu rồi. Tôi để trong bụng hoài vậy, sợ tôi tức bụng tôi chết. Tôi thương Hải thiệt lòng. Tôi thương Hải thiệt á. Ở trong làng này tôi không để ý ai hết á, chỉ để ý mình Hải thôi. Tôi tự hứa với lòng rồi, suốt đời này tôi chỉ thương mình Hải thôi, chứ không thương ai hết luôn á. Hải hiểu cho tôi nghe. Tôi nói thiệt mà. Hãy thương lại tôi nha. Tôi xin lỗi anh Ba nha. Từ trước tới giờ tôi không nghĩ gì tới chuyện tình cảm hết. Hãy cầm đi. Không sao, không thích tại tôi thì thôi. Hãy đẹp vậy mà. Hãy không nghĩ là đúng rồi. Nhưng mà tôi sẽ chờ Hải. Chờ chừng nào mà Hải thương lại tôi thì thôi nha. Tôi xin lỗi. Hải chạy từ từ coi đừng té đó. Không sao, miễn Hải biết là mình thương Hải là được rồi. Vậy là thành công rồi. Sáng giờ luôn á. Chút chờ tôi hả? Mà có chuyện gì không? Chút muốn nói là... Nói gì của Chút cứ nói đi. Là Chút thích anh. Trời đất ơi, Sao cô Chút vàng quá vậy? Thì mấy lần Chút, Hải với anh đi hội làng, Chút thấy anh nhìn Chút mà anh không có nói, nên giờ Trúc nói luôn. Tôi đâu có nhìn Trúc, tôi nhìn Hải mà. Có mà. Nhưng mà tôi xin lỗi Trúc nha, tôi có người thương rồi. Mà thôi đừng nói chuyện này nữa, tôi đi làm nha. Anh hai nhỏ. Ông à, ông ráng ăn miếng cháo. Tôi có bỏ ít sâm quý vô đây nè ông. Ông ăn hết nha. Dạ không có còn tiền còn ba. Bà mua sâm cho tôi làm cái gì? Tôi không có mua. Bà không mua, ai cho bà đúng không? Bà nói tôi nghe thử. Ai vậy? Thì mấy đứa thích Hải nhà mình đó. Nè, ông làm cái gì vậy? Lúc mà nợ gặp đâu, chủ nợ tới đòi đốt nhà, đánh cả bà rồi đánh tôi, thì có thằng nào lo cái mặt ra không? Hay là đợi cho thằng Ba Thành nó đứng ra nó trả nợ, thì lúc đó thằng này thằng nọ lui tới để mà gạ gẫm con Hải là sao? Tại vì tụi nó không biết thì không có lỗi. Giờ tụi nó biết rồi cho nên đến đây để mà Hải chuộc lỗi rồi bù đắp lại. Giờ không lẽ hả
Thằng Ba Thành nó trả nợ cho mình rồi, giờ mình phải gả con mình cho nó hay sao? Đúng vậy. Còn Hải mà gả cho thằng Ba Thành thì cái ơn đó cũng chưa chắc gì trả nổi đâu. Không dám đâu. Nợ tiền thì phải trả bằng tiền. Nó giúp mình trả nợ cho cái nhà này, sau này mình có tiền rồi thì trả lại cho nó. Chứ mắc gì hả, bắt con gái mình phải gả cho nó. Con gái của mình nó xinh đẹp quá mà, giờ không lẽ hả phải về làm vợ của nó? Có khác nào bông qua lại mà cắm bãi cất trâu. Má, anh Ba Thành cũng đâu đến nỗi tệ vậy đâu má. Phải, nó không tệ, nó còn tệ 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 hơn cái chữ tệ nữa kìa. Không có nói nhiều, tôi nói rồi, nhất định con Hải là phải gả cho thằng Ba Thành. Cha con ông điên thiệt rồi. Cha có sao không cha? Cha con ngủ á, má mới yên được đó. Ổng mà còn thức hả, càm ràm suốt à. Con gái của má đẹp ghê nơi hôn, y má hồi xưa vậy đó. Chớ hồi đó thanh niên ở trên cái làng này á, xếp hàng dài dài và dài nè để mà hỏi cưới má. Cha của con mà không giàu có, không có của hả, sức mấy má ưng. Rồi tài sản của cha cũng bị má làm tiêu tan hết rồi đó. Má đâu có ngờ cha con chỉ có tài sản của cải của bà để lại, chứ chẳng có tài cán gì hết. Bây giờ má đã rút kinh nghiệm rồi. Mình á, có lấy chồng thì phải lấy chồng không những giàu có mà cũng phải là thiệt là giỏi. Giàu có để có tiền mà xài, thiệt là giỏi để có tiền xài hoài 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 hoài. Ý của má là má đã ưng ai được cho con rồi đúng không? Con gái của má đúng là thông minh. Má thấy cậu thức ở làng trên, ôi cũng được lắm đó con. Được lắm là sao hả má? Má nghe người ta nói nha, cậu Hai Thức hả, vừa đẹp trai nè, vừa hả giàu có, lại học giỏi nữa. Trời ơi, mà cũng học cao lắm nha, ở đâu tuốt tuốt trên Sài Gòn lận đó. Còn với cậu Thức hả, đúng là trời xanh một cặp bà. Như con với lại người đó chưa bao giờ gặp nhau, làm sao mà trời xanh một cặp hả má? Chưa gặp, chứ đâu phải là không gặp, từ từ rồi sẽ gặp. À, nghe đâu hè này nè, cậu Hai Thức về đây để mà nghỉ hè. À, nếu mà được thì mình sẽ làm đám hỏi, rồi đám cưới tính sau. Nếu mà con muốn thì có thể đi với cậu Hai Thức lên Sài Gòn ở. Má chiều. Má, làm vậy coi sao đặng? Gì mà coi không đặng. Nhà mình bây giờ không có bằng người ta. Mà cậu Thức là mối tốt như vậy, mình phải hốt liền tay. Cậu Hai Thức mà về đây nè, mấy đứa con gái làng này á, nó không có để yên đâu. Má, nhà mình để cho anh Ba Thành trả nợ là con đã nhục lắm rồi. Bây giờ má kéo thêm anh Hai Thức gì đó vô, con không biết sống làm sao nổi nữa. Làm gì mà không sống nổi hả? Má thấy thằng Thức á, có gì có điểm gì mà con không ưng chứ. Nó cũng chịu về đây để mà cưới con rồi mà. Là ân nhân cứu mạng mình. Nếu như không có ảnh thì mình đâu có sống đến giờ này. Nên dù có chuyện gì xảy ra, mình nhất định cũng chỉ làm vợ ảnh thôi. Mình nợ tiền thì phải trả bằng tiền, chứ đâu có phí thân mà hả, đi lấy một thằng thất học vừa nghèo nàn mà vừa xấu xí như nó. Mày muốn nói gì nói đại đi Ba Thành. Mày nhìn tao như vậy hoài, rượu ngon cũng thành đắng nhát luôn. Nhìn cái mặt là không ưa.
Mày biết nhà mày là bá hộ, chiếm đất cho nên mới giàu kết xù được như bây giờ không? Ai mà không biết. Nhưng mà chuyện đó lâu rồi. Nhưng mà cho dù nhà tao là bá hộ bị tật, tao bây giờ tao cũng là nghèo kiết xác, mày thấy không? Bao nhiêu tiền của đổ cho hả anh hai tao đi học trên Sài Gòn hết trơn rồi. Thì đáng, tao thích gom chung nói gì được không? Mày với anh hai mày không phải anh em hả? Đừng nói với tao á là mày người dân nước lã rồi lụm về ở đợ nghe. Thì tao y chang ở đợ nè. Tao là con bà nhỏ, ổng là con bà lớn. Bao nhiêu tiền của thông minh là đổ về ổng hết trơn hả? Tao y như say giặt trong nhà. Nhưng mà thôi giờ ba má tao chết rồi mày nhắc tao cái gì? Thì nhắc cho mày nhớ, mày cũng đáng lắm. Vậy là mang tiếng con bá hộ mà mày cũng khổ thiệt hả? Thì giờ ổng bả mất rồi, coi như tao mồ côi đi. Nó cũng con nhà giàu mà hoàn cảnh cũng giống anh em nhà mình quá ha. Nó không có tốt lành gì đâu anh hai. Nè, bữa nay là nhậu bữa cuối nghe. Bữa sau á đừng rủ anh hai tao nhậu nữa. Ổng học hành đàng hoàng chứ không phải nhậu bê tha như mày đâu. Nhà tao con mình ổng là ngon lành thôi đó. Mày có hơn gì tao đâu, bài đặt khuyên lơn người ta. Trời ơi, tao nói còn cãi nữa. Mày tin tao giọng như mỏ máu không không? Chú ba, thôi đi mà. Thôi uống đi. À, thấy anh hai không? Thấy anh hai chú uống kìa. Để anh hai tao nghe. Anh hai, em mời anh hai. À, đó là thói quen của tôi mà. Hôm nay hái được nhiều sen đẹp ghê á. Ê bà, anh Thúc, anh Thúc, tôi nói với bà kìa. Chị ơi, chị ơi, chị có sao không? Anh nè, để tôi đỡ chị dậy nha. Chị có sao không? Tôi không sao. Chị à, chị cầm lấy một ít tiền nghe, mua cái gì tẩm bổ đi, chứ tôi thấy mặt chị xanh xao quá. Cảm ơn cậu. Chiều rồi chị về đi nghe. Tôi đi à. Anh Thức, anh Thức, anh Thức. Ủa, cô Trúc à, sao tự nhiên đang học trên Sài Gòn mà anh về đây chi vậy? À, tôi về quê nghỉ hè. Nghỉ hè thôi hả? Ừ. Không tính thêm gì nữa hả? Tính gì thêm? Là tính thêm cái gì? Thì ví dụ như lấy vợ nè. Bộ cha má anh không hối anh lấy vợ hả? Cha má tôi mất lâu rồi. Xin lỗi, em quên. Với lại tôi tính học xong cái đã, rồi mới tính mấy chuyện khác. À, thôi, tôi có công chuyện, tôi đi nha cô. Ồ, anh Thúc. Tôi đi nghe. Anh Thúc. Người ta cố tình nói vậy rồi mà còn không chịu hiểu nữa. Cái đồ vô tâm. Cậu ba dùng bữa. Trời ơi, ban tiệc bự như vậy chắc chắn là thiết đãi để gả hải cho mình đây. Hiền lành, lại gia đình giàu có,
thì chắc chắn trong làng mình là lựa chọn số 1. Dạ, mời cậu ngồi. Trời ơi, cái mâm cơm này á, tôi nhờ mấy cái ông đầu bếp á, nổi tiếng tận Sài Gòn lẫn đó, làm đó cậu ba à. Cậu ba dùng thử coi có vừa miệng không nha. Dạ, dạ. Những lúc như thế này thì mình phải bình tĩnh, chứ hãy mà thấy mình ham ăn hút uống, không ưng mình nữa thì coi như mất mối ngon. Cậu thấy sao? Thường thôi bác. Những thứ này anh hai thức của con thường xuyên gửi từ Sài Gòn về, ăn không hết toàn đem bỏ không đó. Anh của cậu à, là cậu Thức đó hả? Dạ đúng rồi, anh con là anh hai Thức á. Nhưng mà ảnh không có dễ thương bằng con đâu, khó tánh lắm. Dạ không? Chẳng hay hôm nay bác kêu con qua đây có chuyện gì không? À, có chứ. Dạ. Tôi tính bàn về chuyện cưới xinh của con Hải nhà tôi đó. Dạ. Không ngờ ăn chơi từ nhỏ tới lớn, tự nhiên trời độ cho cô vợ xinh nhất làng. À, dạ. Thật ra con cũng nhiều mối lắm á. Nhiều mối kệ cậu. À mà nè, nghe nói là cậu Hải Thức ở trên trển á, sống có một mình à. À nghe đâu nhiều người làm lắm phải không? Ủa sao tự nhiên hỏi chuyện anh hai của con? Ý bác là sao? Tôi mời cậu sang đây á là tính bàn chuyện con gái của tôi, con Hải, với anh hai của cậu là cậu Hải Thức đó. Trời, tưởng trời độ mình, ai ngờ độ anh hai Thức. Thật ra anh còn khó tính lắm. Làm vợ của anh là không có dễ đâu. Anh có rất là nhiều người làm. Một người thì dọn dẹp nhà cửa cho anh, một người thì pha cà phê cho anh, mà một ngày anh uống gần 10 ly cà phê luôn á. Ôi trời ơi, cậu nói quá. Làm gì mà ngày uống 10 ly lận. Hỡi uống vậy ép tìm lắm đó cậu à. À, uống không hết thì bỏ. Ảnh khó tánh lắm. Pha cà phê mà nóng quá ảnh cũng bỏ, pha nguội quá ảnh cũng bỏ, ngọt quá cũng bỏ, lạc quá ảnh cũng bỏ. Rồi cộng thêm á, một người chuyên ủi đồ cho ảnh luôn. Ảnh mặc toàn đồ lụa không à, không ủi là ảnh không chịu bận. Ảnh khó tánh lắm. Chỉ có mình con là dễ tánh hả? Ôi hay quá. Nè, hôm nay á tôi nhờ cậu sang đây á là có chuyện muốn nói với cậu đó. Chuyện gì? Đây, nhờ cậu đưa bức thư này cho anh hai của cậu. Cậu hãy thức giùm tôi nha. Con nói muốn hết nước miếng luôn mà bác cũng quyết định gửi thư cho anh hai của con. Anh hai con khó tánh lắm á. Thôi được rồi, con quyết định hy sinh hạnh phúc của con đó. Ủa là sao? Con tưởng bác kêu con qua đây đãi con ăn thịnh soạn để ép con lấy con gái của bác. Đâu có. Thôi được rồi, con hy sinh hạnh phúc thì bác phải bù đắp cho con chứ. Hiểu rồi. Đây, của cậu nè. Vậy bây giờ con ăn được chưa? Mời cậu dùng bữa. Dạ. Những gì không là con rể nên con không giữ kẻ nữa. Wow, không biết khi nào mình mới có được ngôi nhà bự như vậy ta. Chắc kiếp sau quá.
làm gì lâu quá vậy ta? Ủa? Sao không dưới quê luôn đi? Lên đây gặp tao làm chi vậy? Khát nước quá à, cho uống miếng nước đi. Tự nhiên đi. Trà ngon quá. Ê. Hả? Ừ. Sao có chuyện gì? Nói đi. Có con gái nhà lành hỏi cưới anh á, anh chịu không? Từ hồi đó đến giờ chỉ có đàn ông đi cưới đàn bà, chứ làm gì có chuyện đàn bà con gái đi cưới chồng đâu. Không, không. Cái này không phải là mang cầu cao qua hỏi cưới, mà người ta ướm ướm thử thôi á. À, anh chịu không? Mối tốt không? Mối tốt là sao? À, vừa đẹp nè, vừa giàu có nè. Ừ, đẹp mày giàu nữa. Mày chẳng biết bao giờ mới khôn lên được. Vừa giàu mà vừa đẹp á, thiếu gì mối tốt, đâu có đến lượt tao. Ừ, thật ra đẹp thì đẹp, giàu thì cũng có giàu, nhưng phá sản rồi. Nhưng mà anh gặp người ta một lần thôi, bảo đảm anh mê liền. Tao mê tiền, mê danh, không có mê gái nha. Nè. Cái gì vậy? Thư của đàn gái gửi cho anh. Con cảm ơn ba. Thời buổi này ba mẹ rao bán con cái trắng trợn vậy đó hả? Không, không có rao bán, chỉ giới thiệu thôi. À, anh ưng thì ưng, không ưng thì cũng ưng. Ừ. À, không, không ưng thì đừng ưng. Giờ tao hỏi thiệt nha, bà trả mày bao nhiêu tiền để mày cầm lá thư này lên cho tao? Trả có chút xíu à. À, không, đâu nhận tiền bạc gì đâu. Tôi chỉ làm phước cho người ta thôi, chứ không có nhận tiền. Tao rành mày quá mà. Nào giờ mày có làm phước cho ai đâu. Trên mặt của mày chỉ có một chữ tiền thôi. Đáng lẽ ba má đừng đặt tên của mày là Hạp, tên Tiền mới là đúng. Thì đáng lý ra ba má cũng không nên đặt tên anh là Thức. Đặt tên là Thích đi, hai anh em là Thích Tiền. Vậy mới hào. Mệt mày quá. Mà nè, trong thư bà nói con gái của bà đẹp nhất làng, truộng giường cò bay thẳng cánh, có đúng vậy không? Thì có cái đúng, cũng có cái sai. À, cái này là sai nhất nè. Cái đúng là như vậy, con gái bà đẹp thiệt, đẹp nhất làng luôn, thậm chí là đẹp nhất xứ Nam Kỳ. Còn cái sai á, cái gì? Ruộng giường cò bay thẳng cánh á, không dám đâu, cái đó hồi xưa rồi. Còn bây giờ á, con cò đặt một chân xuống đất á, không biết có đặng không nữa. Sao vậy? Thì tiêu xài quá đổ nợ. À, tháng trước nè, chủ nợ tới đòi nợ, đòi đốt nhà luôn. Cũng may á, có thằng Ba Thành đứng ra trả nợ giùm. Ba Thành? Ừ. Giờ nó giàu dữ vậy sao? Giàu thì không có giàu lắm, nhưng có miếng đất ông bà để lại. Thằng này ngu thiệt á, có miếng đất tự nhiên đem đi bán trả nợ cho ông ta. Không, mà công nhận con Hải đẹp thiệt nha. Trai làng á, bu trước nhà nó rần rần luôn. Nhưng mà sao bà không gả con gái của bà cho thằng đó để mà đợi nước? Bà đâu có ngu, con gái của bà đẹp như tiên luôn, tự nhiên gả cho cái thằng chữ bẻ đôi cũng không biết.
Anh nếu thương á, anh hốt bả luôn đi. Mày nói gì vậy? Quên, hốt con gái bả luôn đi. Vừa được tiếng làm ơn cho người ta, vừa được gái đẹp nữa. Còn thằng Ba Thành á, ngu đáng chịu. Cưới được vợ đẹp rồi lãnh luôn cái nợ hả? Thằng Ba Thành lãnh nợ hết rồi. Tao thì tao không tin. Tao nghĩ là bà mướn thằng Ba Thành làm chuyện đó để cho người ta tưởng là bà trả hết nợ rồi, rồi nhào vô lấy con gái của bà, rồi sập bẫy luôn. Mày có hiểu không? Không, tôi ngu lắm, tôi không có hiểu. Thôi giờ vậy, mày về mày nói với bà là tao sẽ đến đúng hẹn. Vậy cưới con Hải hả? Ừ. Ủa sao anh nói là anh không chịu lãnh nợ? Tới đó rồi mày biết. Thôi được rồi, tới giờ rồi, mày đi về đi. À, về nha. À, khoan đã. Gì nữa? Mày phải làm chuyện này cho tao. Chuyện gì? Rõ chưa? Dễ ẹt hả? Tới làm được. Ừ. À, làm xong nhớ thưởng cho tôi nha chưa? Tất nhiên rồi, về đi. Em về nha anh hai. Định lợi dụng thằng này hả? Đâu có dễ dàng vậy được. Chà, ngon quá bác. Quên. Nói nãy giờ mà con quên. Đây là lụa quý hiếm, con gửi biếu. Không, của anh con gửi biếu bác và em Hải. Dạ. Đó, nhiều lắm đó. Cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ. Mà nè, còn vụ kia làm sao? Vụ kia làm sao? Bác cho con, không lẽ bác đòi lại hả? Trời ơi, cậu nói nhỏ nhỏ thôi. Ông chồng tôi không nghe thấy được thì... Ủa, sao nói nhỏ nhỏ? Bộ bác trai không ưng anh hai con hả? Không, không có, ưng lắm. Chỉ là bây giờ ổng bệnh, trong người khó chịu, khó ở lắm. À, cậu ba nè, cậu hai có nói là khi nào về đây coi mắt con Hải không? Khỏi đi. Hả? Khỏi hả? Dạ, không, ý con là sắc đẹp của con gái bác là từ làng trên đến xóm dưới ai cũng biết hết trơn á. Coi mắt chi mắt công. Anh con còn nói nè, rằm này là về làm lễ hỏi luôn. Rằm này đó hả? Về làm lễ hỏi? Bộ không được hả bác? Vậy con nói anh hai con dời ngày lại nha. Đâu. Được, được lắm, càng sớm càng tốt. Vậy hả? Lời nói của anh hai con là chắc như đinh đóng cột. Anh hai con còn nói á, bác với em Hải là đợi ngày anh hai con về là làm lễ hỏi luôn nha. Ôi, được, làm lễ hỏi, rồi này làm lễ hỏi. Dạ, con thưa chuyện xong rồi. Dạ, con xin phép bác con về nha. Dạ, cậu về cẩn thận nghe. Bác con về. Dạ. Ôi trời ơi. Má, má đừng có làm như vậy. Má đem hết cái này trả cho người ta đi. Má làm vậy khó coi lắm má. Khó coi á? Thì đừng có coi, má đâu có mượn. Má, dù gì con cũng đã có đến ước với là anh Ba Thành rồi. Mình ăn nói vậy là ăn nói hai lời đó má. Con nói không được á thì cứ để má nói. Mọi tội lỗi cứ để má gánh hết. Còn đó, con cứ việc xách cái gia ly về làm dâu nhà giàu là được. Má, con không thể nào làm như vậy được đâu. Tại vì thằng Thành nó ngu, nó dại gái nữa. Trời ơi, chứ ai có cầu xin hay là hả bắt nó làm mấy cái chuyện này đâu. Còn đó, con cũng ngu lắm con à.
Nợ tiền thì phải trả bằng tiền, có ai trả bằng tình đâu hả con. Má, má trả cho người ta đi mà. Má, má. Ngoài chỗ người ta đồn, hôm nay là đám hỏi của Hải á. Đám hỏi thì sao? Hả? Bây giờ chú định chạy qua đó chú cản hả? Chú dám cản nổi không? Nhưng mà anh hai, Hải nói chị ở cùng mình em. Em muốn qua hỏi cho ra lẽ là tại sao cô lại phản bội anh hai. Cậu đừng quá đáng nha. Chuyện cưới xin đâu phải là chuyện giỡn chơi. Hả? Nay cưới mai bỏ, đồ mất dạy. Anh con không phải đồ mất dạy nha, anh con có bằng điếp lơm luôn á. Chẳng qua anh con không muốn lấy con gái của ba tôi, lợi dụng sắc đẹp dụ dỗ môi tiền đàn ông à. Anh con đâu có ngồi. Mày im đi, ra khỏi nhà tao. Anh gián tiếp làm chết người. Anh là đồ không được đánh. Anh là người ba sao? Anh hứa về quê cưới con gái của ta, tại sao anh không về? Bà hãy đưa quê ta làm đám ở đường đẹp luôn. Không thấy chú rể nào hết. Ông về vợ hùng anh nước mối máu. Học như một tố lắm đồ ra nhớ. Kể từ ngày hôm nay, con sẽ trở thành vợ của anh ba Thành rồi. Còn gì nói cái gì vậy? Thằng ba Thành đó hả?